Thưa quý vị, miền Bắc đang trong những ngày cuối hạn đầu thu, thời tiết về đêm mát mẻ, với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở các tỉnh miền Bắc giảm xuống còn ngưỡng từ 24 đến 26 độ ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ giảm xuống còn dưới 23 độ. Còn trong ngày mai, miền Bắc trời nắng sớm, mức nhiệt ngày vẫn duy trì ở ngưỡng cao ở các tỉnh vùng núi cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay Nam Định, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Chiều và tối mai, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trọng tâm là vùng ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trở lại. Chưa có hình thái thời tiết gây mưa nào xuất hiện, vì thế thời tiết của miền Trung trong đêm nay và ngày mai cũng chưa có nhiều biến động. Đêm nay và chiều tối mai, ở cả 14 tỉnh thành phố miền Trung chỉ có mưa một vài nơi. Mức nhiệt đêm ở Trung Bộ cũng không cao, dao động ở ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Trời khá là mát mẻ và dễ chịu. Còn trong ngày mai, miền Trung trời nắng nhưng cũng không gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Nóng chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam chuyển xuống hoạt động ở mức trung bình. Mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm về cường độ. Thời gian mưa dông vẫn xuất hiện vào chiều và tối mai, nhưng lượng mưa không quá lớn, phổ biến từ 5 đến 15mm. Ban ngày trời vẫn còn nắng, nền nhiệt trong ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Trên biển, rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp vẫn tồn tại. Vì thế, mưa dông vẫn xuất hiện trên hầu khắp các khu vực Biển Đông, trong đó có các vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa. Ngoài ra, ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đêm nay còn có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.